Rồi giờ mình quay cảnh thu hoạch lúa ở vùng thứ hai An Biên nha các bạn. Đất này chú lúc trước cũng nuôi tôm nè các bạn, nhưng mà ông nuôi ông lỗ quá rồi ông ban xuống nghỉ nuôi tôm xả lúa. Tính vụ này là ông lên vùng lại nè, đây cũng còn cái vùng nè các bạn.